từ thiên nhiên nha, chạy trên đầu nguồn chạy xuống nha. Đó, đẹp chưa? Hôm nay Nhung đi cùng với lại sư phụ và Phật tử ở chùa Kim Long đi lên Buôn Ma Thuột và về thôn 7 xã Cư Mốt thì nghe leo tỉnh Đắk Lắk để phát quà cho những bà con nghèo, những bà con dân tộc thiểu số. Và bây giờ trên đường về thì chắc mọi người đến thác Đờ Rây Nư của thành phố Buôn Ma Thuột cho mọi người tham quan nha. Đó. Đó, đây là thác hoàn toàn từ thiên nhiên nè, rất là đẹp luôn. Từ đường nước ở trên đầu nguồn á, chảy quanh năm suốt tháng vậy đó. Ở đây mà ngày lễ hay ngày Tết á, là rất là đông. Người ta sẽ đem lo kẹo kéo nè, rồi thức ăn, bia, bọt rồi tới đây để nhậu, vừa hát, rồi chơi, rồi nhậu rồi vậy á. Vui lắm. Thoa ơi, mới vào tới nè. Ở Đồ Rây, Đồ Rây Nơ Buôn Ma Thuột nè, Duyên. Ai dạ? Ô Duyên á. Duyên là sao? Duyên vợ cháu Nghĩa đó, bác Nghĩa đó. Hello Thương Lê. Dạ. Ai dạ? Chào Lê Duyên nha. Chào Phan Cẩm, chào Nam 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 Úc. Cho mọi người chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên nha. Đó. Năm trước đúng rồi, đi xuống đây cái ăn hơi nó nói chứ mẹ cái thác này mình đi rồi, kêu đúng rồi, hồi đợt mình đi với em dâu đó, tay tông từ thiện à. Đó, mọi người đi từ thiện xong rồi á hả, là hỏi ở đây có khu du lịch nào không, xong dắt vô thác này. Đây là hoàn toàn từ thiện nhiên luôn nha. Đẹp lắm, mát lắm, ở đây chắc tắm đã rồi, không mang theo đồ. À, coi người ta lăn xả chụp hình kìa. Đó, giờ hai ta muốn có được tấm hình đẹp ta phải lăn xả rồi đó. Tắm không? Tắm chỗ đây nè. Ở dép đây mày dắt xuống. Ở bữa con với em dâu rồi tắm chỗ đây nè. Đó là bữa lâu con té ngoài hả mẹ? Ừ, xuống chỗ đây tắm, nó đâu có sâu lắm đâu. Đây nè, mày lấy cây mày chọc nó cạn lắm trong bờ này nè. Bỏ dép xuống, mới xuống được. Bỏ dép xuống. Đó là tắm của con nè. Ai đâu tắm, đâu có đồ đâu tắm. Huy ơi, Huy. Ở chỗ này sâu lắm Huy, là chỗ cạn cạn á con. Cạn cạn á nè. Đá thiên nhiên. Ở đây nè Huy ơi. Đây nè, đây cạn nè. Đây đây. Đờ
rồi đi về rồi hả? Về lẹ dữ hả? Rồi đi về mất rồi kìa. Về hả? Về, về. Con lại cho đó con dập nước một chút lại đi. Đang viết chưa con? Sư phụ kìa. Thôi nó chơi xuống dưới đó được hả? Mẹ về nhanh quá vậy. Ờ, người ta hối đi về. Sao vậy? Biết nữa. Người ta không có đồ tắm á. Biết rồi. Coi coi gốc cây mà nó tự nhiên này mọi người đẹp chưa? À. Cây tự nhiên. Với sư phụ luôn chứ phụ nè. Huy đòi tắm mà mọi người đi về mất tiêu. Đi khác rồi đây nương á Huy nhở. Con gốc cây kìa đẹp chưa, gốc cây đẹp chưa đó, gốc cây nó đang đẹp chưa, mát mẻ không, mát mẻ cô ha. Đúng rồi, đi cùng đoàn mà, đi với sư phụ luôn chứ. Thác này là thác từ thiên nhiên nó đổ xuống. Sao vậy? Thác hơi nha. Thác mà hơi chưa được tắm mà mọi người đi về mất tiêu. Dặn mấy cô luôn. Dặn luôn rồi. Không cho nó tắm nó dặn luôn rồi. Cho rồi. Giỏi rồi. Cái cô đó vô hình đẹp quá trời. Dễ thương ghê luôn rồi hả? Đang có thật quay nãy. Ủa đẹp quá vậy? Tươi mà đẹp mà trắng tươi luôn á. Luôn á, có cái đỏ mình đẹp đẹp lắm. Bây giờ đi lên nha, để giờ chưa giờ nắng quá rồi. Gốc cây. Gốc cây nó đang đẹp chưa? Nhặt hơi ơi. Thôi tạm biệt khác nha, đi về đây. Thì con ở lại đi. Ờ, rồi ai chở về? Tự đi bộ về. Không. Ai giỡn á. Sư phụ cũng đi luôn nè. Người dân tộc Thái năng bán nè. Ăn tươi và ăn khô. Ăn khô bán bao nhiêu?
100.000 ký hả? Măng gì vậy? Măng la. Dạ bên đó cũng có nữa sư phụ. Sư phụ ơi, mua bún này về làm bún măng không hả? Vậy hả? Trăm ngàn rẻ quá ha. Nhưng mà sư phụ nói có rồi. Có 100.000 ký. Có 100.000 ký à. Mè măng này nè sư phụ. Măng le này, măng khô này nè. Có 100.000 là rẻ quá. Nhiều sư phụ. Rồi sư phụ mua măng ủng hộ cho hai bé dân tộc nè. Măng măng rừng á. Cảm ơn cô, đây là bé bé dân tộc bán măng măng rừng. Rồi cảm ơn con nha. Cho sức khỏe trên nha. Trời ơi cưng chưa, mới nhỏ chém vừa ngồi là cắn măng. Rồi đi. Trời ơi thương em quay cái nguyên giờ cũng quay. Măng về có được bánh chừa. Ờ đây là khu du lịch thiên nhiên. Hoàn toàn tự nhiên. Hôm nay bị chán rồi. Không được tắm đúng không? Không được tắm chán đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi sư phụ. Dạ người ta cắm chạy luôn kìa. Giỏi cô. Giỏi rồi. Giỏi làm gì nhau? Giỏi rồi. Làm gì nhau? Không cho con cắm mà. Con giỏi rồi, đứa anh đi có chút xíu mà về rồi, đúng mẹ? Đúng không mẹ? Đúng không? Đây chút xíu về. Đây chút xíu mà về. Thuy đâu cần mua vé đâu. Chán quá. Chị xách giùm em chút em đi vô trong thấy trong cái kia. Thì là ba tháng hè mình đi nha mẹ. Ok. Dạ, ok. Nãy mình đi bên kia gần hơn, thấy nước gần, có cầu. Đi vậy? Ủa đi đâu rồi, không có khô. Huy đang mê tắm không được tắm buồn rồi. Mê tắm lắm. Mê tắm không có chỗ. Giỏi rồi. Rồi, đây, giờ bỏ Úc Phúc lên coi. Đây á. Ủa không? Bạn gì sư phụ á. Để cho chị đi toilet. Đi đại đi. Đi con. Chị không chết. Chị không chết. Hôm nay đi không thể vô chút nè. Sao nó bị thành như mẹ? Đi không. Chị bỏ tiền nha. Chặt nè, kéo nó ra. Thác The Rainer. Cầm em mẹ đi ấy. Còn quay đi. Quay cảnh thiên nhiên lên, quay lại đi. Không, lấy chim hả? Đây
Ấy có màu gì vậy? Có màu lửa xem à? Để chụp không chụp bà coi. Con chụp bà đi con. Bà coi. Con. À sao? À, ok. Chê gì con chụp bà đẹp là được rồi. Đây là một cái phát đây. Đó. Cái nhà đây biết đi. Phát là ra nên ở bông hoa thuộc thì nó đắt. Thưa cô chào cảm ơn. Chúc con một ngày chủ nhật được nhiều sức khỏe, làm nghỉ ngơi cho khỏe nha. Cái dịp nào cô con tổ chức cho đi. Đi mà đi thôi chán. Lên TV ơi. Nhìn con. Đi em.